Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video chia sẻ tiếp theo của mình. Trong cái video lần này mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để các bạn có thể tạo được một cái tài khoản Gmail hay còn gọi là cái tài khoản CH Play để các bạn tải những cái ứng dụng ở trên những cái dòng điện thoại Android cực kỳ đơn giản và dễ dàng nhá, mà mọi người đều có thể tạo được cái tài khoản này. Trước khi mình chia sẻ cho các bạn cách để tạo được cái tài khoản Gmail thì mình cũng sẽ nói sơ qua về những cái lợi ích mà cái tài khoản Gmail này mang lại nhá. Lợi ích đầu tiên là cái tài khoản Gmail này nó liên kết được với hầu hết những cái mạng xã hội, ví dụ như là TikTok, Facebook, tài khoản camera hoặc là cái tài khoản ngân hàng. Thì các bạn có thể dùng cái tài khoản Gmail này, các bạn có thể tạo được những cái tài khoản của những cái ứng dụng đó cực kỳ đơn giản và dễ dàng. Ngoài ra thì các bạn nào mà muốn tạo một cái kênh YouTube để bật kiếm tiền thì các bạn cũng cần phải có cái tài khoản Gmail này thì các bạn mới có thể tạo được cái kênh YouTube để bật kiếm tiền. Và điều quan trọng nhất là đối với những bạn nào mà đang sử dụng cái dòng điện thoại Android thì các bạn cần phải có cái tài khoản này hay còn gọi là cái tài khoản CH Play đấy, thì các bạn mới có thể vào được cái cửa hàng đó, các bạn tải những cái ứng dụng mà các bạn mong muốn. Và cái tài khoản Gmail này cũng là một cái hộp thư thì giúp cho chúng ta có thể chuyển nhận thư và các bạn cũng có thể lưu trữ được những cái video hình ảnh mà các bạn muốn làm kỷ niệm nhé. Đó, vậy là cái tài khoản Gmail đó rất chi là quan trọng, cho nên là mình khuyên là các bạn nên tự tạo riêng cho mình một cái tài khoản mà hạn chế nhờ người ngoài tạo cho mình cái tài khoản, vì khi họ biết được những cái thông tin của mình thì có thể trong cái trường hợp xấu là các bạn có thể mất cái tài khoản đó lúc nào không biết. Thì cho nên trong cái video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để các bạn có thể tự tạo được cái tài khoản Gmail này nhá. Và để tạo được cái tài khoản này thì có rất nhiều cái cách để cho các bạn có thể tạo. Tuy nhiên thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn hai cái cách đơn giản nhất thường gặp trong hai cái trường hợp, tức là cái trường hợp khi các bạn mua cái máy mới về mà cửa hàng đã kích hoạt cho các bạn rồi và những cái chiếc máy cũ mà họ cũng đã reset toàn bộ về cái trường hợp là xuất xưởng rồi thì các bạn chưa có những cái ứng dụng nào và các bạn muốn để tải ứng dụng đó thì các bạn cũng chưa có cái tài khoản. Và cái trường hợp thứ hai là khi các bạn đã dùng cái máy này thường xuyên rồi, tuy nhiên thì cái tài khoản của các bạn có một người nào đó dùng chung hoặc là bị lộ thông tin thì các bạn muốn tạo một cái tài khoản riêng biệt để các bạn sử dụng những cái ứng dụng khác cho nó không bị lộ hoặc là tiện cho mình hơn, thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để các bạn có thể tạo trong hai cái trường hợp này nhá. Và đây là cái trường hợp đầu tiên, thì cái trường hợp này là cái máy của mình đã mua ở một cái cửa hàng, tuy là cái máy cũ, tuy nhiên là anh chủ cửa hàng đã reset cho mình cái máy này về cái trạng thái ban đầu, tức là trạng thái xuất xưởng, thì cũng giống như một chiếc máy mới nhá. Thì các bạn để ý đây, thì cái điện thoại này của mình hiện tại bây giờ là chưa có một cái ứng dụng nào đó, thì giờ mình cần phải có một cái tài khoản Gmail, chính là cái tài khoản CH Play để mình mới có thể tải được những cái ứng dụng mà mình muốn dùng về chiếc máy này nhá. Để tạo được cái tài khoản này đơn giản thì các bạn cũng sẽ vào cái cửa hàng CH Play này cho mình nhá. Đó, thì các bạn sẽ đăng nhập cho mình. Và các bạn nào mà có sẵn cái tài khoản này rồi thì các bạn chỉ cần điền vào cái ô là email hoặc cái số điện thoại, sau đó các bạn sẽ chọn tiếp theo và họ sẽ yêu cầu mình điền cái mật khẩu đó vào, thì các bạn sẽ điền cái mật khẩu và các bạn sẽ chọn tiếp theo là vào được cái cửa hàng CH Play để các bạn tải ứng dụng. Tuy nhiên thì mình lại chưa có cái tài khoản này thì mình sẽ chọn vào cái dòng là tạo tài khoản nhá. Đó, và ở đây thì các bạn nào mà tạo tài khoản cho con thì các bạn sẽ chọn vào cho con tôi. Các bạn nào mà doanh nghiệp thì các bạn sẽ tạo vào cái dành cho công việc rồi hoặc doanh nghiệp. Còn của mình là dành cho cái mục đích cá nhân thì mình sẽ chọn vào cái mục dành cho mục đích cá nhân nhá. Thì mình sẽ chọn vào cái dòng là dành cho mục đích cá nhân. Và ở đây thì các bạn sẽ điền cho mình đầy đủ họ và tên vào đây nhá. Khi các bạn điền đầy đủ thông tin họ và tên thì các bạn sẽ chọn cho mình tiếp theo. Và đây thì các bạn sẽ làm bước tiếp theo là chọn, các bạn sẽ điền đầy đủ cho mình ngày tháng năm sinh và giới tính. Tuy nhiên các bạn cần lưu ý cho mình là các bạn sử dụng tạo được cái tài khoản này thì các bạn phải đủ trên 15 tuổi nhá, thì các bạn mới đủ điều kiện, thì các bạn cần phải lưu ý cho mình cái điều kiện này. Đó, khi các bạn điền đầy đủ thông tin vào rồi thì các bạn sẽ chọn cho mình tiếp theo. Đó, và ở đây thì các bạn sẽ tạo cho mình một cái địa chỉ Gmail để đăng nhập vào cái tài khoản Google của bạn nhé. Đó, mình sẽ dùng cái tên của mình để mình tạo cái tài khoản này. Tiếp đến thì các bạn sẽ chọn tiếp theo. Đó, tuy nhiên thì với cái tên này thì mình đã trùng với một người nào đó rồi, thì các bạn cần thêm cho mình vài cái ký tự vào nữa để cho không trùng với cái tên này nhé. Thank you.
mình sẽ chọn tiếp theo. Đó, vậy là cái tên này đã không trùng với một cái tên của ai, tức là cái tên này nó đã hợp lệ. Và ở đây thì các bạn sẽ đặt cho mình một cái mật khẩu vào đây nhá. Thì các bạn cần phải lưu ý là cái mật khẩu mạnh thì phải có kết hợp của các chữ cái, chữ số và ký hiệu nhá. Mình sẽ điền đây, mình sẽ chọn tiếp theo. Đó, và ở đây thì các bạn nào mà muốn tạo được cho mình cái tài khoản mà không cần dùng đến cái số điện thoại của mình thì các bạn chỉ việc là tôi đồng ý là được. Đó. Hoặc là các bạn nào mà muốn bảo mật hơn, sau này ví dụ các bạn có quên cái tài khoản của mình mà các bạn muốn lấy lại mà các bạn không nhớ được cái mật khẩu thì các bạn có thể chọn vào cái lựa chọn khác này. Đó, và ở đây thì các bạn có thể là chọn cho mình, tức là ở đây thì các bạn có thể là chọn cho mình là thêm cái số điện thoại của tôi để bảo mật tài khoản vào đây nhá. Tuy nhiên thì mình chỉ làm cái video để hướng dẫn cho các bạn hiểu hơn, cho nên là mình không cần thêm cái số điện thoại, thì mình sẽ quay trở lại. Đó, và ở đây thì các bạn sẽ chọn cho mình vào là tôi đồng ý này. Ở đây là quay như là mình đã gần như là đã tạo thành công cái tài khoản này rồi. Các bạn sẽ chọn tiếp theo cho mình. Đây nhá. Các bạn sẽ chọn cho mình là tôi đồng ý. Các bạn sẽ chọn cho mình chấp nhận nhá. Đây, các bạn sẽ không cũng được. Và ở đây thì các bạn đã vào được cái cửa hàng này rồi. Thì các bạn muốn tải cái ứng dụng nào bất kỳ thì các bạn chỉ cần chọn vào cái ứng dụng này. Đó. Và mình tải xuống này. Mình cài đặt này. Vậy là mình đã tải được cái ứng dụng Zalo này thành công. Thì các bạn chỉ cần vào chọn mở là xong thôi. Và các bạn nào muốn tải những cái ứng dụng Facebook hoặc là Zing MPA hoặc bất kỳ cái ứng dụng nào mà các bạn cần thì các bạn cũng sẽ làm tương tự cho mình nhé. Đó, và giờ sẽ là cái trường hợp 2 là khi các bạn đã có một cái tài khoản CH Play hoặc là cái tài khoản Gmail để các bạn tải ứng dụng ở trong cái chiếc điện thoại này rồi. Tuy nhiên thì nó lại dùng chung với một ai đó mà các bạn không muốn dùng chung, và các bạn muốn tạo riêng cho mình một cái tài khoản để bạn cũng có thể là kết nối với những cái trang mạng xã hội khác nó dễ dàng và đơn giản và bảo mật hơn, thì sẽ làm như sau nhé. Các bạn cũng sẽ chọn cho mình vào cái phần cài đặt này, và các bạn sẽ kéo lên đó, và các bạn sẽ tìm đến cho mình cái dòng là người dùng và tài khoản. Vì của mình đang sử dụng điện thoại Oppo thì nó sẽ như này. Còn các bạn nào mà sử dụng những cái dòng điện thoại khác mà cũng hệ điều hành Android thì các bạn cũng sẽ làm giống như của mình nhá, làm tương tự như của mình. Là các bạn sẽ chọn vào cho mình cái dòng là người dùng và tài khoản. Đây là cái tài khoản của mình đã có trước đó, và giờ mình sẽ chọn là thêm tài khoản nhá. Đó, là ở đây thì các bạn sẽ chọn cho mình cái dòng là Google. Đó, và nó sẽ ra cái giao diện giống như cái trường hợp đầu tiên, tức là cái ô để cho các bạn có thể tạo ra một cái tài khoản mới nhá. Các bạn cũng sẽ làm tương tự, các bạn cũng sẽ chọn vào tạo tài khoản thôi. Đấy, và các bạn cũng sẽ chọn cho mình vào cái dòng là dành cho mục đích cá nhân. Đó, và đến cái bước này rồi thì các bạn cũng sẽ làm theo từng bước nhá, như cái trường hợp 1. Đó, và mình sẽ quay trở lại. Đó, vậy là cái video vừa rồi mình đã chia sẻ cho các bạn cách để các bạn có thể tạo được một cái tài khoản Gmail cực kỳ đơn giản dành riêng cho mình mà không cần phải nhờ đến ai khác tạo cái tài khoản này. Thì xem xong cái video này, các bạn thấy cái video này của mình hay và hữu ích thì các bạn hãy like và đăng ký kênh để theo dõi và ủng hộ những cái video chia sẻ hữu ích tiếp theo của mình. Mình xin cảm ơn.